Start đâu anh nhở? Em quên mẹ quá. Start gì? Start time à? À đấy. Văn Hội không có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Vùng Cao 135. Và trái bóng tốt của Văn Hội. Đáng tiếc trong tình huống vừa rồi thì Bùi Hiếu đã không thể sút được trúng bóng. Không, FC 135 quyết định để cho một mình Duy Thăng đứng trước bóng thôi. Cự ly sút phạt là rất lý tưởng. Đường đưa bóng vào cột hai và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Vùng Cao 135. Một cú sút phạt về cột hai rất hay của Bùi Hiếu. Và người vừa hoàn thành trọng trách của mình đó là số 6, số 4 Quang Linh. Tỷ số đã được mở dành cho cầu thủ FC Vùng Cao 135. Tỷ số là 1-0. Minh Tuấn và cái người của Minh Tuấn. Nhưng vừa rồi đường truyền không thành công. Minh Tuấn không có bàn thắng dành cho Unique. Nhưng và vẫn không có bàn thắng dành cho FC Unique. Và xử lý quá đáng tiếc của Minh Tuấn. Lúc này đó là số 16 Sơn Gùm. Cú sút của Cường Lơ. Không có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Unique. Sút tuyến 2 rất tốt của Cường Lơ. Nhưng đáng tiếc là nó tốt nhưng không qua được Minh Tuấn. Minh Tuấn, Vương Nhãng, căng ngang. Đường căng ngang không đến được với vị trí của Sơn Gùm. Hưng, Văn Hội. Quả người hay của Văn Hội. Đó là một đường chuyền không tốt. Toàn Trần. Cú sút không có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Vùng Cao 135. Cú sút vừa rồi là của Bùi Hưng. Cú sút chân trái ấy, bóng với lực bóng rất tốt. Chỉ tiếc là đã có một cầu thủ bên phía FC Unique đứng chắn được đường bóng vừa rồi. Đường chuyền vào trong. Phản công dành cho cầu thủ FC Unique. Sơn Gùm không có bàn thắng cho cầu thủ FC Unique, rất đáng tiếc. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Unique. Ba cú sút liên tiếp. Quá đen. Cú sút đầu tiên là của số 28 Sáng Belo. Phá bóng thành công đến từ FC Unique. Đường căng ngang không qua được tay của thủ môn Thành Bẹt. Sơn Gôm. Đây là pha phản công của cầu thủ FC Unique. Văn Trung. Không có bàn thắng dành cho FC Unique. Và vừa rồi thì đã có lỗi. Vừa rồi đã có lỗi của Phúc Đạo.
Văn Trung. Đây là pha phản công của cầu thủ FC vùng cao 135. Không hề có lỗi của cầu thủ FC Unix. Sơn Gồm. Đường chuyền không thành công của Sơn Gồm. Và thay cho anh là số 5 Hưng. Căng ngang. Cú sút không thành công vừa rồi đó của Văn Trung. Một cú vẩy má rất hay. Chỉ tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của FC vùng cao 135. Quả người hay. Cú sút của Văn Trung. Cú sút quá vội vàng của Văn Trung. Đó là Minh Tuấn và Sơn Gùm. Sơn Gùm, cú sút thẳng của Sơn Gùm. Sút rất nguy hiểm. Rồi thì thủ môn Long Ly bên phía FC 135 đã có pha bay người xuất sắc. Pha cướp bóng hay của Sơn Gùm. Sơn Gùm, Minh Tuấn. Và 3-1 dành cho cầu thủ FC Unix. Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ áo xanh. Và người đã kết thúc tình huống tốt đó là Minh Tuấn. Một pha chuyền. Và hết giờ. Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-1 dành cho cầu thủ FC Unix. Và chúc mừng FC Unix đã vào với trận chung kết của